Hôm nay bố và Ốc sẽ lại tiếp tục ôn tập với nhau vài cái phép toán cộng trong phạm vi 10. Xem là Ốc đã thuộc chưa nhá. Cái này là trước khi vào lớp 1. Bố đố Ốc là 3 cộng với 2 thì bằng mấy? Bằng 5. Con thử giơ 3 cộng với 2 cho bố xem nào. 3 cộng với 2 thì bằng 5. Đúng chưa? Rồi ok. Dùng ngón tay, dùng que tính, dùng chuỗi để cộng trong phạm vi. Rồi viết, bố biết rồi, bố biết rồi, viết. Thế thì bây giờ bố đố tiếp này. 5 trừ đi 1 thì bằng mấy? Bằng 4. 5 trừ 1 bằng 4. 4 cộng 2 bằng mấy? 6. 6 trừ 5 bằng mấy? Bằng 1. 1 cộng 7. Con đừng quay chóng mặt. 1 cộng 7 bằng 8. Bằng 8. 1 cộng 7 là bằng 8. Rồi, 8 trừ 8. 8 trừ 8 còn bằng 0. À, 8 trừ 8 bằng 0. 0 cộng 3. 0 cộng 3 bằng 3. 0 cộng 3 bằng 3, đúng rồi. Thế 3 cộng 4. 3 cộng 4. 3 cộng 4 bằng 7. À, 7 cộng 3. 7 cộng 3. 7 cộng 3 bằng 10. À, con nói to cho các bạn nghe. Thế 10 trừ 10. 10 trừ 10 còn 0. 10 trừ 10 bằng 0. Đúng chưa? 10 trừ 10 còn 0. 0 tức là như thế nào? Không có gì. À là không có gì. Có 10 cái kẹo xong lại trừ đi 10 cái kẹo. Thế là còn không có gì cả. Đúng không? Rồi. Thế 0 cộng với 8. 0 cộng 8. Bằng 8. À bằng 8. 8 trừ 6. 8 trừ 6. Bằng 4. 8 trừ 6. Nào con tưởng tượng đi. Có 8 cái kẹo mà trừ đi 6 cái kẹo. Con nghĩ đi. 8 trừ 6. 8 trừ 8. Trừ đi 6 cái kẹo. Còn 2. À đúng rồi, còn 2. Thế 2 cộng 2. 2 cộng 2 còn bằng 4. À đúng rồi, 4 cộng 5. 4 cộng 5 bằng 11. Ủa 4. Bằng 9. À bằng 9, đúng rồi. 9 trừ 8. 9 trừ 8 còn 1. 9 trừ 8 còn 1, đúng rồi. 1 cộng 3. 1 cộng 3 bằng 4. À, 4 cộng 4. 4 cộng 4 bằng 8. 8 trừ 4. 8 trừ 4 bằng 4. 4 cộng 2. 4 cộng 2 bằng 6. Ờ, 6 trừ 5. 6 trừ 5 bằng 1. 1 trừ 2. 1 trừ 2. 1 trừ 2. 1 trừ 2 chưa biết đúng không? Rồi, lớn rồi mới học 1 trừ 2 nhá.